Vâng, và không chỉ riêng ở Đức đâu ạ, một số quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng do lũ lụt đợt này. Mưa lũ cũng đã làm vỡ nhiều đoạn đê ở phía nam của Hà Lan và buộc chính phủ của nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sơ tán khẩn cấp với hàng nghìn người dân. Ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở tỉnh Limburg sau khi đê ngăn lũ tại tỉnh này bị vỡ. Tỉnh Limburg nằm giữa các khu vực đang hứng chịu lũ lụt lịch sử ở Đức và Bỉ. Nhà chức trách Hà Lan đã phải sơ tán khẩn cấp thành phố Venlo ngay trong chiều 16 tháng 7. Người dân sống tại thành phố Meersen cũng được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức. Lính cứu hỏa và quân đội đã được triển khai để gia cố một số đoạn đê khác bị vỡ, cũng như giúp sơ tán người dân. Hôm 15 tháng 7, nước lũ trên sông Müser và Rhön tại Hà Lan đã lên mức kỷ lục, vượt qua các đỉnh lũ của năm 1993 và 1995.